thường bố mày, xem bố mày thế này. Gì đây? Headshot. Oh shit. Thế nào anh nhầm đúng thằng đồng đội này. Mày chơi tao, mày cũng chơi tao đúng không? Đá hào, cứ rút lại là xong rồi chút ngu ấy nhỉ. Rồi, đổi chỗ đây. Đấy, rồi. Đó là này, chắc là ok đấy. Nào, tiếp điểm đi. Headshot. Lần này là vì chấn thương cho não rồi. Ngu nhân bò nào đấy nào. Rồi, nào, bình tĩnh rồi. Nào, làm gì đây? Rồi, quay lưng đi. Groovy. Headshot. Ngu người. Rồi, 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 nhập viện đi nào. Vâng, thật ra vâng, vâng, một pha phạm lỗi rất đẹp mắt. Như vậy là một chiếc đèn vàng. Chân nhờ đi ra về đấy, về nhà và thể hiện đấy. Nè, chúng mày nhìn chúng lên màn thể hiện nào. Vâng, một sút lên tận trên mặt trăng. Có lẽ là Neymar sút lên cho Neymar Strong ở trên đấy nào. Mày nhìn đấy. Rồi, một pha đánh nguội lấy mặt rồi. Nào, cứ xem lại nào. Nhà đây là mày ép tao thôi, mày hiểu chưa? Mày ép tao thôi. Tất cả là cho mày. Đẹp đấy, hy sinh đẹp đấy. Một pha cố tình hy sinh. Nào, đi đây. Trời đẹp thế nhỉ. Không bao giờ ơi. Nào bắt đi nào. Nào. Dạ. Dạ. Bắt chiều đi. Đúng rồi. Làm thủ môn là đúng rồi. Rồi về bốc phân được rồi. Và một pha đi bóng rất đẹp mắt của một cầu thủ tôi không biết tên. Và tiếp theo. Và một pha tiết điểm chúng rồi. Và thủ môn là dâng hiến mà thắng. Siêu thế gì. Nào xuống đi. Ôi không bao giờ ơi. Và tiếp theo là gì đây? Rồi, phần công thế. Và chúng ta thấy đây là một pha kiến tạo đẳng cấp cao của hậu vệ đối phương. Nào, kiến tạo đi. Nào, chứ đây đi. Ui dồi, thủ môn ăn hại đáy khai. Hậu vệ thì còn đáy khai ăn hại nữa. Vâng, ngày thì chất điểm bị thua bàn đúng rồi. Đấy, đấy đúng rồi. Úi giời, khóc ư. Nào, làm gì đây? Rồi, nào, trên về thủ môn các bạn đấy. Yeah. Get by. Vâng, một lần lên bóng. Trên bao. Rồi, để tao. Yeah, yeah. Vâng, tình huống chất điểm có thể nói là rất khó để cho thủ môn bắt được. Đây là một pha sút có thể nói là rất là tuyệt vời. Nào sao há hốc mồm ra làm gì? Đấy đứng như màn nhập thế làm gì? Vâng, đây là một phản lưới nhà đấy ạ. Nào cứ tiếp đi, cứ tiếp. Yeah, đâu rồi, bóng đâu? Yeah. Wow, nhìn đâu rồi, nhìn ở đâu? Yeah. Người. Trời ơi, bắt cô thế này thì giết người, bắt cô làm gì? Nào, chuyển lại đây. Nào, xem nào. Yeah. Cứ tiếp đi. Yeah. Một pha dứt điểm hụt ở đẳng cấp cao. Còn đây là một động tác giả có thể nói là bá đạo. Ôi đúng người. Đã là mấy gì? Vâng, rất kỹ thuật. Một pha con người rất kỹ thuật là gì? Rồi, đúng rồi. Chưa đi ăn. Nào,
bóng đi. Đấy, đạp thêm gì? Vâng, vô tình muốn nuốt bóng vào đường cấp cao. Nào, làm gì đây? Rồi. Môn anh Hải đã khai này thì bắt bóng làm cái gì? Đấy. Ui dồi, ui dồi ôi, bắt làm gì mệt ngay. Nào, làm gì đây? Rồi, tăng bóng đi. Ui dồi, bóng đẹp thế. Vâng. Vâng, hậu vệ dứt điểm nhất tiền đạo đúng không? Vâng đấy, rồi ôi, ghi bàn đây còn nằm thở ăn mừng. Ui dồi, đẹp thế. Một pha móc chân có thể nói là cực kỳ đẳng cấp. Nào, cha. Đúng rồi, nào làm gì đây? Nào làm gì? Đúng rồi, chưa lên. Rồi làm gì đó? Dứt điểm, đúng rồi. Nào, vào, vào ơi, vào. Ui dồi ôi, sức đẹp thế à. Ui, toàn là chơi cầu Âu qua thủ môn này. Ui dồi, ui dồi, làm gì này? Ui đá gì này? Đá gì này? Nào, cung cung ra cho anh biết. Vâng, một cú sút trên nóc sân vận động. Cái gì mà đấy, cái gì? Nào, cái gì? Ui dồi, ui dồi. Trên sút penalty bị chấn thương. Ui dồi, chấn thương rồi. Ui dồi. Bóng đi này thì ngu người. Nào chơi về đây cho bố mày. Nào nhìn bố mày đây.